có vài dòng ngắn gọn giới thiệu về tôi thì hiểu rồi. Có chia sẻ về những phần kiện năm và chúng ta bây giờ chúng tôi vẫn liên lạc, làm việc với nhau, với chia sẻ với nhau. Cái điều mà tôi chia sẻ với bạn anh chị người đã có từ đầu như là anh Trung Anh, Thanh ở đây và chúng tôi cũng như tôi thì năm đầu tiên đối với Việt một điều gì đấy rất là khác, coi Việt như là người cha, người anh, người bạn. Tôi có thể chia sẻ với nhau những cái gì không thể chia sẻ gì khác được. Cái gì tươi đẹp nhất và cái gì xấu xa nhất, quá khứ xấu xa nhất, quá khứ xấu xa nhất, chưa đẹp. Hôm nay rất là vui mừng và nghe hai diễn giả chia sẻ những nội dung rất là hữu ích, và khi mà ở tâm biển thì gặp những cái mà chúng ta không cảm nhận được, thấy là mình được, và khi mình bắt tay vào một cái công việc gì đó hoặc làm một cái dự án nào đó thì chúng ta thấy cái điều mà chúng ta được trải nghiệm đây nó lại phát huy. Hôm nay anh Hoàng ạ.